gói hỗ trợ COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh mà người dân cần biết. Khi nào thì nhận được tiền hỗ trợ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ như thế nào là điều mà rất nhiều người quan tâm trong những ngày vừa qua. Mới đây thì Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo phương án triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở y tế, giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ. Đây là gói hỗ trợ chưa từng có trong tiền lệ, do tổng số tiền hỗ trợ rất lớn và số lượng người nhận được hỗ trợ rất nhiều. Với mỗi người dân, số tiền hỗ trợ không quá nhiều, từ 250.000 đồng đến 1.800.000 đồng một tháng. Nhưng trong hoàn cảnh đang bị mất việc làm, mất thu nhập vì dịch bệnh, thì khoản tiền này góp phần giúp cho người dân trang trải các chi phí sinh hoạt cần thiết. Vậy khi nào thì nhận được tiền hỗ trợ? Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, đối với người lao động có hợp đồng thỏa thuận tạm hoãn hoặc là nghỉ việc không lương, phải thỏa mãn điều kiện thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ 1 tháng liên tục trở lên, tính từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6, và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 5. Ngoài ra, thì người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc là nghỉ việc không lương và phải có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc là nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vậy thì thủ tục nhận tiền hỗ trợ như thế nào? Về trình tự, thủ tục, người lao động có đơn đề nghị gửi đến người sử dụng lao động để lập bản tổng hợp danh sách, công khai bản tổng hợp danh sách tại doanh nghiệp, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở và bảo hiểm xã hội xác nhận. Sau đó thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ủy ban nhân dân các quận huyện nếu trụ sở chính nằm ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc là khu công nghệ cao. Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, các đơn vị thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng danh sách được phê duyệt. Nếu không hỗ trợ, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ có cơ sở trên địa bàn phường, xã, các quận, huyện chuyển kinh phí cho Ủy ban Nhân dân phường, xã để hỗ trợ theo danh sách giáo viên, nhân viên. Nhóm thứ hai là người lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian chấm dứt hợp đồng từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh không hỗ trợ người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái phép hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Người lao động có nhu cầu hỗ trợ, nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh hoặc Ủy ban Nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị, các đơn vị thẩm định hồ sơ, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, chi từng tháng thực tế người lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 nhưng không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ cho khoảng 600.000 người lao động bị ảnh hưởng với tổng ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng. Trục lợi chính sách có thể bị xử lý hình sự. Theo nguồn tin từ báo Giao thông cho biết, theo dự thảo quyết định, việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Khi thực hiện hỗ trợ, phải thực hiện ban giám sát gồm đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội đồng Nhân dân các cấp. Người lợi dụng chính sách hỗ trợ quy định để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự.